Xin được kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Đối thoại chính sách Tâm Nông được phát sóng trên kênh VTC16. Thưa quý vị, trong thời gian qua, dù ngành tôm Việt Nam đã phát triển vượt bậc, thế nhưng trên thực tế, thương hiệu tôm Việt vẫn chưa được công nhận rộng rãi trên thị trường thế giới về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, cũng như là trách nhiệm môi trường xã hội. Bên cạnh đó, thì các hạn chế như là chi phí sản xuất cao hơn từ 10 đến 15% so với đối thủ cạnh tranh như là Ấn Độ, Ecuador, Indonesia. Việc truy xuất nguồn gốc, kết nối chuỗi cung ứng, hợp tác giữa các tác nhân trong chuỗi còn chưa chặt chẽ. Môi trường nuôi thủy sản xuống cấp do tác động của nuôi chế biến thủy sản, tình trạng biến đổi khí hậu diễn ra ngày một phức tạp hơn, ảnh hưởng đến vùng nuôi. Cùng với đó, thì dịch COVID-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp ở cả trong và ngoài nước, khiến cho chuỗi cung ứng sản xuất của ngành tôm đang bị đứt gãy. Những thách thức này lại rất lớn và cần phải nhanh chóng có được những chính sách, những giải pháp kịp thời để người nuôi tôm cũng như là các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu nói riêng, ngành tôm nói chung có thể trụ vững trong thời gian tới. Và để cùng bàn luận với chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Trần Công Khôi, là Phó Vụ trưởng Vụ Nuôi trồng Thủy sản Tổng cục Thủy sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Lần đầu tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham dự chương trình Đối thoại Chính sách Tâm Nông ngày hôm nay. Và trước khi bước vào cuộc trao đổi với vị khách mời, chúng ta sẽ cùng đến với một tổng hợp ngay sau đây của chúng tôi. Ngành tôm đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu thủy sản Việt Nam ra thế giới trong suốt 2 thập kỷ qua. Hàng năm, ngành tôm đóng góp khoảng 40% đến 45% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản, tương đương 3,5 đến 4 tỷ đô la Mỹ. Hiện tôm Việt Nam được xuất khẩu đến 100 quốc gia, trong đó 5 thị trường lớn nhất gồm châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Với những nỗ lực không ngừng, Việt Nam đã trở thành nước cung cấp tôm đứng thứ 2 thế giới, với giá trị xuất khẩu chiếm 13 đến 14% tổng giá trị xuất khẩu tôm của toàn thế giới. Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển ngành tôm, đặc biệt là ở đồng bằng sông Cửu Long, nơi chiếm 95% sản lượng tôm và cũng là trung tâm của các nhà máy chế biến tôm. Cho đến nay, có khoảng 200 nhà máy chế biến tôm được Ủy ban châu Âu phê duyệt với các cuộc kiểm tra thực địa định kỳ ngay tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc thiếu nguồn giống có kiểm soát, ô nhiễm từ chất thải vùng nuôi, tình trạng chênh lệch giá thành nguyên liệu do có quá nhiều khâu trung gian và đặc biệt là do dịch COVID-19 đã và đang làm ngành tôm đứng trước rất nhiều khó khăn. Hiện xuất khẩu tôm 6 tháng đầu năm đạt khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ, trong khi mục tiêu cả năm là xuất khẩu 4 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, ngành tôm cũng đang đứng trước một tồn tại lâu nay, đó là sự phụ thuộc vào nguồn giống nhập khẩu. Thưa ông Khôi, hiện nay thì Tổng cục Thủy sản cũng đã kiểm tra cũng như là cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất ương dưỡng các giống tôm, và trong bối cảnh này thì rõ ràng là chúng ta vẫn chưa có thể nào chủ động được cái nguồn con giống nhập tôm bố mẹ là chủ yếu rồi. Vậy thì với cái vấn đề thực tế như thế này thì không biết là tổng cục của chúng ta đã có những cái kế hoạch kiểm tra, rà soát ra sao, cũng như là cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cho những cái con tôm giống bố mẹ để được nhập khẩu như thế nào ạ? Như chúng ta đã biết, luật thủy sản thì ban hành năm 2017, được Quốc hội ban hành năm 2017 và có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2019. Trong đó có quy định là các cơ sở sản xuất ương dưỡng giống thủy sản, trong đó có giống tôm, thì phải được kiểm tra và cấp chứng nhận đủ điều kiện trước khi đi vào sản xuất. Từ năm 2019 đến nay thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, trực tiếp là Tổng cục Thủy sản thì cũng đã tiến hành rất là nhiều những cái việc để làm sao mà cái việc mà cấp chứng nhận đủ điều kiện sản xuất cho cái cơ sở sản xuất giống thủy sản, đặc biệt là giống tôm, nó đi vào khuôn khổ. Thì đến hết tháng 6 năm 2021 thì Tổng cục Thủy sản thì và các cái tỉnh thì đã cấp được 958 cơ sở trên tổng số là 2028 cơ sở. Ở đây thì cũng phải nói thêm là trong cái việc mà kiểm tra cấp chứng nhận đủ điều kiện cơ sở sản xuất giống, sản xuất ương dưỡng giống thủy sản thì nó có 3 phần. Phần thứ nhất là của doanh nghiệp, người dân, thì cái này nó là thủ tục hành chính, do đó mà doanh nghiệp, người dân thì sẽ phải nộp hồ sơ đến các cái cơ quan. Các cơ quan thì chia ra là 2 phần. Tổng cục Thủy sản thì sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra và cấp chứng nhận đủ điều kiện sản xuất cho cái cơ sở sản xuất ương dưỡng giống bố mẹ. Còn các địa phương, cơ quan quản lý thủy sản các địa phương thì sẽ kiểm tra và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện cơ sở sản xuất ương dưỡng giống thủy sản, trong đó có giống tôm, đối với các cơ sở mà thuộc thẩm quyền quản lý, tức là các cơ sở mà sản xuất giống phục vụ cho nuôi thương phẩm.
Hiện nay thì đối với cái giống tôm nước lợ thì chúng ta biết là vẫn còn những cái tồn tại cũng như là những thách thức đặt ra đối với cái nguồn con giống này. Không biết là Tổng cục đã có cái kế hoạch kiểm tra cũng như là để có thể là cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nhập khẩu về cái con giống này hay chưa? Tổng cục Thủy sản cùng các địa phương thì cố gắng lên kế hoạch là trong năm 2021 là chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra và cấp cho làm sao mà 100% các cơ sở mà đang sản xuất giống để được cấp cái giấy chứng nhận này. Hiện nay thì đối với lại cái giống bố mẹ thì cấp là tương đối đầy đủ. Nhưng mà đối với lại cái giống mà sản xuất thương phẩm ấy, thì những cái cơ sở lớn mà sản xuất với lại cái quy mô lớn ấy, thì là người ta tuân thủ rất là tốt và các cái tỉnh cũng đã cấp rất là tốt. Một số những cái cơ sở mà nhỏ lẻ, tức là sản xuất rất là nhỏ, trước đây thì cơ sở rất là nhỏ lẻ thì hiện nay thì cũng gặp nhiều khó khăn trong cái việc mà đáp ứng đầy đủ các cái điều kiện để được cấp cái giấy chứng nhận này. Do đó mà hiện nay thì các cơ sở đó đang hoàn thiện cái điều kiện cơ sở và các cái điều kiện để làm sao mà từ giờ đến cuối năm sẽ được cấp cái giấy chứng nhận này. Dạ vâng ạ. Hiện nay thì không biết là ở vụ nuôi trồng thủy sản ở Tổng cục thì cũng đã có những cái tham mưu như thế nào trong cái công tác là quản lý, giám sát những cái giống tôm hiện nay, đặc biệt là giống tôm nước lợ. Tổng cục Thủy sản thì cũng như là các địa phương thì cũng có rất nhiều giải pháp để quản lý cái này. Dạ. Thứ nhất là cái việc mà xây dựng văn bản quy pháp luật thì bây giờ là luật đã có rồi, nghị định đã có rồi, thông tư đã có rồi, như vậy là hành lang pháp lý rất đầy đủ. Chúng tôi thì sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động để các cơ sở, bà con, nhân dân hiểu được các quy định trong cái sản xuất giống này. Vì thực ra là cái quy định về điều kiện sản xuất giống này là một quy định mới. Trước đây thì là chúng ta không làm cái này, nhưng bây giờ theo luật mới thì chúng ta làm cái này. Do đó thì trước tiên là phải tuyên truyền, vận động bà con để bà con hiểu được đã. Yeah. Cái thứ hai thì cũng là hướng dẫn các cái địa phương, những cái người mà trực tiếp làm cái thủ tục hành chính này hiểu được và làm đúng quy trình. Yeah. Đấy. Cái thứ ba là lúc bây giờ là địa phương thì sẽ cùng với lại các cái bà con nông dân sẽ thực hiện cái quy trình này. Và một cái nữa mà chúng tôi muốn làm nhưng hiện nay chưa làm được, đó là cái việc mà phải chế tài. Vì thực ra thì nó phải tiến hành song song. Yeah. Nếu mà không có chế tài thì chúng ta sẽ không làm được. Tuy nhiên hiện nay thì nói cũng phải nói thật là giai đoạn này đang Covid khó khăn. Yeah. Cho nên là cái việc này thì cũng chưa làm được. Nhưng thời gian mà khi mà tình hình Covid ổn định và tình hình sản xuất thủy sản đi vào ổn định thì chúng ta sẽ phải làm đầy đủ các biện pháp để làm sao đảm bảo cho cái việc mà quản lý cái điều kiện sản xuất giống thủy sản nó đúng vào khuôn khổ, đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh con giống thì rõ ràng hiện nay cái câu chuyện về hạ tầng nuôi trồng thủy sản cũng là một cái câu chuyện chúng ta cần phải bàn đến. Bởi vì ở nhiều địa phương tôi được biết là cái hệ thống thủy lợi để phục vụ công tác nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là đối với tôm, thì vẫn chưa được đảm bảo. Cái nguyên nhân vì sao cái hệ thống thủy lợi ở các địa phương hiện nay vẫn chưa được đảm bảo cho cái việc nuôi tôm và từ đó nó tiềm ẩn cái nguy cơ gì thưa ông? Đúng là như vậy. Từ trước đến giờ thì các cái vùng nuôi tôm thì đa phần chuyển đổi từ các cái vùng sản xuất khác, nông nghiệp khác sang nuôi tôm. Do đó mà cái hệ thống thủy lợi thì từ trước nay là sử dụng chung với hệ thống thủy lợi phục vụ nông nghiệp, đặc biệt là phục vụ trồng trọt. Do đó mà cái đầu vào đầu ra của nước, tức là hệ thống cấp, hệ thống thoát thì nó không riêng biệt. Cho nên là cái việc mà quản lý môi trường, quản lý dịch bệnh đối với lại nuôi tôm trong cái điều kiện mà hệ thống thủy lợi như vậy thì gặp rất là nhiều khó khăn. Song song với đó thì cái việc mà đầu tư cho thủy sản thì nuôi trồng thủy sản thì cũng không được nhiều. Đấy. Thì Bộ cũng như Tổng cục Thủy sản cũng như các địa phương thì nắm bắt được vấn đề này và cũng đang cố gắng để làm sao mà đầu tư cho cái hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là phục nuôi trông nuôi tôm nó hoàn thiện nhất. Thì hiện nay thì các cái chương trình như là chương trình phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long chẳng hạn, thì cũng đang làm cái đấy rồi. Thì đấy là cái chương trình 120, rồi các cái chương trình mà hỗ trợ cho ngành thủy sản cũng đang tập trung vào xây dựng thủy lợi. Và hiện nay thì xây dựng thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản cố gắng làm riêng biệt đối với lại hệ thống thủy lợi phục vụ cho nông nghiệp nói chung, thì như vậy thì chúng ta sẽ đảm bảo được cái nguồn nước cấp, nước thoát nó riêng biệt và hạn chế đến mức tối đa cái dịch bệnh. Dạ vâng ạ. Vậy thì trước những cái sự thách thức, những cái khó khăn mà ông vừa đề cập thì không biết là những cái biện pháp mà Tổng cục đề ra để thực hiện xử lý cái vấn đề đặc thù này là như thế nào, và về lâu về dài thì chắc chắn là Tổng cục cũng như là các địa phương phải có một cái sự liên kết quán triệt thật chặt chẽ để mà khắc phục cái vấn đề này chưa? Thì cái này thì thứ nhất về tổ chức sản xuất thì chúng ta phải chuyển từ manh mún sang các cái tổ hợp tác, các hợp tác xã, tức là các hình thức liên kết, có thể liên kết dọc, liên kết ngang, nhưng đảm bảo rằng là thứ nhất là thành một khối, thứ hai là thành một chuỗi,
để đảm bảo rằng là cái sản xuất nó không manh mún nữa. Lúc bấy giờ thì không phải là 478.000 cơ sở nữa, mà nó chỉ còn ở khoảng 100.000 cơ sở lớn chẳng hạn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là phải quản lý và truy xuất được nguồn gốc. Đặc biệt cái này là quan trọng, vì bây giờ là đối với các thị trường, cái việc mà quản lý truy xuất nguồn gốc nó rất là quan trọng. Đảm bảo được rằng là khi mà chỉ cần tổ chức truy xuất cái là phát hiện ra là tôm nuôi ở đâu, đến cơ sở nào. Dạ. Thưa quý vị và các bạn, xin được chia sẻ thêm là theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì sản lượng tôm nước lợ trong 6 tháng đầu năm 2021 đạt đến 371.000 tấn, tức là nó đã tăng 12% so với cùng kỳ của năm 2020. Và ngành tôm thì vẫn có thể đạt khoảng 4 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu nếu thực hiện tốt công tác kiểm soát dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Tuy nhiên, đến thời điểm này thì ngành tôm Việt Nam cũng đang gặp phải hai thách thức rất lớn, đó là việc chúng ta kiểm soát an toàn dịch bệnh tại một số vùng nuôi và nguy cơ gián đoạn trong chuỗi cung ứng khi mà dịch COVID-19 tại các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đang diễn biến vô cùng phức tạp. Nhiều doanh nghiệp và các chuyên gia thì cho rằng cần phải làm tốt việc bảo vệ người lao động trong các doanh nghiệp chế biến, bảo vệ an toàn cho các vùng nuôi tôm thì chúng ta mới có thể đảm bảo cho mục tiêu xuất khẩu của ngành tôm trong năm 2021 này. Ở nhiều doanh nghiệp thì họ cho biết hiện họ không có đủ công nhân để phục vụ công tác chế biến do các địa phương phía Nam thì đang thực hiện giãn cách xã hội. Cùng với đó là việc khó vận chuyển tôm nguyên liệu đến các nhà máy khi mà các địa phương đang phải gồng mình chống dịch COVID-19. Theo phản ánh của các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu tôm tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thì hiện việc duy trì sản xuất là không thể khi công nhân tại các tỉnh này đang phải thực hiện giãn cách xã hội, trong khi hầu hết các doanh nghiệp chưa có điều kiện thực hiện phương án ăn ở và làm việc tại chỗ cho công nhân tại nhà máy. Cũng không biết là làm như thế nào. Riêng công ty tôi thì cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Rồi sinh hoạt á là nhà vệ sinh, rồi phòng ăn, rồi này kia thì rất là khó, rất là khó. Và cũng tội nghiệp lắm. Tắm rửa thì nói chung là không có chỗ tắm. Rồi nếu mà không được tốt thì nó sẽ, nếu mà nó có bị lây thì nó lây dữ hơn là bình thường nữa. Anh thì nhiều khi là quản lý là không nổi nữa. Ví dụ như bây giờ kêu test nhanh cái đứa nào nó sợ đau lỗ mũi quá, nó không test, ký tên thì người làm sao mà mình quản lý được. Có một cái việc là trước 30 tháng 6, toàn bộ những cái khu vực mà trọng tâm nghề tôm của chúng ta, các doanh nghiệp chưa bị tác động nhiều của Covid. Trong khi trong tháng 7, trong cái dịp mà 2 tuần trở lại đây, như tuần này, thì chúng ta đã thấy một bức tranh khác. Và cái đấy cũng là cái mà hiện nay các doanh nghiệp tôm và doanh nghiệp thủy sản chung của chúng ta đang quan ngại, lo lắng nhất, đó là vấn đề cái chuyện mà kiểm soát dịch bệnh Covid, đặc biệt là các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Ngoài ra, Cục Thú Y cho biết, qua quá trình giám sát chủ động về an toàn dịch bệnh những năm gần đây trên tôm nuôi, thì phần lớn các diện tích tôm nuôi đang bị thiệt hại mà không rõ nguyên nhân. 3-4 năm gần đây thì chúng tôi theo dõi cho thấy có đến khoảng 70% cái diện tích nuôi tôm là bị thiệt hại, nhưng chủ nuôi tôm cũng như các cái cơ quan chuyên môn địa phương là không lấy mẫu để xác định. Do đó là không biết được là do cái yếu tố nào, do môi trường, do thời tiết, do dịch bệnh hay là do cái gì đó. Chính vì thế mà chúng tôi đã rất là quan ngại, đã báo cáo bộ, đã có nhiều các cái cảnh báo với các địa phương là chúng ta cần phải tổ chức lấy mẫu, kiểm tra, giám sát, xét nghiệm xem đó là cái gì. Giải quyết môi trường thì đây là bài toán rất hóc búa. Vì chúng ta biết là một cân tôm là thải ra khoảng 4 lạng bùn. Và với cái sản xuất nhỏ lẻ chúng ta, rất nhiều mảnh ao, rất nhiều thửa ruộng như thế này, thì bộ sẽ có những cái hội thảo để bàn cái giải pháp căn cơ. Như các nước người ta là cùng vào, cùng ra chẳng hạn thế, để đảm bảo cái an toàn sinh học và thu phòng bệnh. Thì chúng ta chưa làm những cái việc như thế này. Thì đây cũng là một cái nhức nhối. Do tình hình dịch COVID-19, giá tôm nguyên liệu tại đồng bằng sông Cửu Long hiện giảm do nguồn cung dồi dào, nhưng lại đang khó khăn trong thu mua, vận chuyển. Tại Bạc Liêu, giá tôm sú ướp đá cỡ 20 con 1 kg đã giảm 20.000 đồng 1 kg so với tháng trước, xuống còn 250.000 đồng 1 kg. Yêu cầu hiện nay là phải bảo vệ cho các nhà máy chế biến. Thách thức dịch bệnh là rất lớn, khi tình hình tiêm vaccine cho cộng đồng đang ở tỷ lệ rất thấp. Riêng tại các nhà máy chế biến xuất khẩu tôm tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì gần như chưa có đơn vị nào được bố trí tiêm vaccine cho công nhân để trở lại hoạt động bình thường. Trở lại với câu chuyện ngày hôm nay, câu chuyện về ngành tôm, rõ ràng COVID-19 đã và đang tác động mạnh mẽ đến mọi khía cạnh của đời sống và đặc biệt là trong công tác sản xuất nữa. Mà ngành tôm cũng không phải là một ngoại lệ. Thưa ông, hiện nay thì COVID-19 đã tác động đến ngành sản xuất tôm của Việt Nam như thế nào? COVID-19 có thể nói là tác động đến
cả kinh tế xã hội của chúng ta nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng, đặc biệt trong đó có ngành tôm. Hiện nay thì theo chúng tôi thì một số những cái vấn đề mà lưu thông thì khi bước đầu tiên thì đã có những cái ảnh hưởng lớn, thì nhưng hiện nay thì đã tháo gỡ được. Thứ hai là cái việc mà an toàn trong sản xuất, việc này cũng rất là khó. Hiện nay đã có một số nhà máy phải đóng cửa vì có những ca bệnh COVID nhiễm ở trong đó, thì chúng ta cũng phải giải quyết hai cái vấn đề này. Nếu mà không giải quyết được hai vấn đề này thì sẽ gặp rất là khó khăn. Như vậy là phải có hai vấn đề: một là lưu thông nguyên nhiên vật liệu và sản phẩm, hai là giải quyết cái vấn đề an toàn dịch bệnh trong sản xuất. Dạ, hiện nay thì chúng ta thấy là cái con số 2 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu trong ngành tôm là một con số rất đáng khả quan. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng gặp một cái thách thức, đó chính là cái chuỗi cung ứng để xuất khẩu đang bị đứt gãy ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Và cái thách thức này nó sẽ là một cái rào cản như thế nào đối với việc là chúng ta tăng cái giá trị xuất khẩu trong thời gian tới? Đúng là nguy cơ gãy đứt cái chuỗi sản xuất rất là cao đối với đồng bằng sông Cửu Long. Mà đồng bằng sông Cửu Long thì chiếm khoảng 70-80% cái giá trị của sản xuất tôm. Hiện nay thì để giải quyết cái vấn đề này thì Bộ đã có một cái tổ công tác đặc biệt ở trong thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông, miền Tây, Nam Bộ để giải quyết cái vấn đề này. Nói chung nhưng mà trong đó có sản xuất tôm thì đây thì có mấy cái. Thứ nhất là đã giải quyết được vấn đề lưu thông các cái nguyên nhiên vật liệu và sản phẩm thiết yếu phục vụ cho chuỗi sản xuất tôm. Trong đó này có giống này, có thức ăn, có chất xử lý cải tạo môi trường. Có cái sản phẩm tôm mà chuyển từ cái cơ sở nuôi đến nhà máy, thì như vậy thì cái vấn đề này là hiện nay thì đã cơ bản tháo gỡ được. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng tôi cũng khuyến cáo các nhà máy là phải đảm bảo an toàn cho công nhân, cho cái việc hoạt động của nhà máy trước cái đại dịch COVID. Trong đó thì hiện nay thì đã có một số nhà máy thực hiện theo 3 tại chỗ. Cộng với đó là các cái cơ sở chế biến thì hiện nay thì đang cố gắng tập trung vào cái việc mà một cung đường hai điểm đến. Một cung đường hai điểm đến ở miền Nam là khó hơn ở miền Bắc. Vì miền Nam là đa phần là người dân ở tại địa phương đó làm nhà máy chế biến đó. Nhưng mà các nhà máy cũng phải cố gắng để tạo được ra một cung đường hai điểm đến để đảm bảo cho cái độ an toàn về dịch bệnh trong cái sản xuất chế biến, để đảm bảo cái chế biến nó không bị đứt gãy. Thì lúc bấy giờ thì cái sản phẩm phục vụ cho xuất khẩu nó mới dồi dào và đáp ứng đủ cái nhu cầu các đơn hàng và cái giá trị xuất khẩu sẽ tăng lên. Đó là cái biện pháp trong cái lúc cấp bách khi mà COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Thế nhưng về lâu dài thì sao? Rõ ràng cái thách thức mà để mà đứt gãy cái chuỗi cung ứng là hoàn toàn hiện hữu. Và về biện pháp lâu dài thì chắc chắn là ngành thủy sản cũng sẽ có những kiến nghị cũng như là xây dựng cái chiến lược cụ thể chứ ạ? Hiện nay thì chúng tôi về lâu dài thì sau khi mà Thủ tướng Chính phủ ký quyết định 339 ban hành cái chiến lược phát triển thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn 2045, thì chúng tôi đang tham mưu cho Chính phủ sẽ ban hành cái chương trình phát triển nuôi trồng thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn 2045, thì trong đó sẽ đưa ra hết các cái giải pháp để đảm bảo cái chuỗi sản xuất và tiêu thụ tôm này, chuỗi sản xuất tiêu thụ cá tra và các loại sản phẩm khác sẽ được ổn định, không bị đứt gãy trong mọi cái điều kiện. Thưa quý vị và các bạn, năm nay thì các hoạt động xuất khẩu tôm rõ ràng là chúng ta thấy là đối mặt với một số thách thức mới hơn, nhất là sự thay đổi về cái quy định kiểm dịch đối với sản phẩm nhập khẩu ở nhiều quốc gia. Những cảnh báo về mặt an toàn thực phẩm, ở một số thị trường nhập khẩu chính thủy sản của Việt Nam hiện nay thì họ cũng đã có những cái thay đổi trong việc là chứng nhận an toàn thực phẩm rồi. Các thị trường nhập khẩu thì cũng đặc biệt quan tâm đến việc là chúng ta cấp mã số vùng nuôi tại Việt Nam. Ở trong khi giá thành nuôi tôm ở Việt Nam vẫn đang ở mức cao hơn đối với các đối thủ cạnh tranh như là Ấn Độ, Ecuador hay là Indonesia. Cùng với đó thì nhiều nhà máy hiện đang không có đủ nguồn vật tư đầu vào để phục vụ cho công việc chế biến. Do vậy, việc đảm bảo cho ngành tôm Việt Nam có thể ổn định thị trường xuất khẩu, đạt kim ngạch khoảng 4 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu trong năm nay hoàn toàn là một điều rất khó khăn. Ghi nhận của các phóng viên kênh VTC16. Theo báo cáo, đối với sản xuất trong nước, nguồn tôm bố mẹ vẫn phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu và khai thác từ tự nhiên. Trong nước mới cung cấp được một phần chưa chủ động trong sản xuất. Vào mùa cao điểm thả giống, vùng nuôi trọng điểm tại đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn số lượng lớn tôm giống nhập từ các tỉnh Nam Trung Bộ không có nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch. Đặc biệt, nguồn thải từ nuôi tôm đang chưa được kiểm soát và có nguy cơ ô nhiễm môi trường. Để tìm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, khó kiểm soát dịch bệnh trong các mô hình nuôi ứng dụng công nghệ cao,
thì đây là các mô hình có lượng nước thải chất thải rất lớn. Hiện nay Bạc Liêu cũng khó khăn, mặc dù nuôi tôm công nghệ cao phát triển rất nhanh và cho hiệu quả về sản lượng cũng như về chất lượng tôm, nhưng mà nước thải ra môi trường hiện nay cũng là một vấn đề khó khăn cho ngành tôm của Bạc Liêu. Chúng ta biết là nuôi tôm mà thải ra môi trường hiện nay rất khó khăn, có thứ tôi đang làm khó cái này. Các doanh nghiệp chế biến thì cho biết hiện họ không có nguồn nguyên phụ liệu phục vụ chế biến do tình hình dịch COVID-19 đang phức tạp. Thì bây giờ tôi phải duy trì cái lực lượng để mà mấy bà con rồi với mấy đại lý người ta bán tôm cho đó, thì mua vô thì chỉ đông lại được nhiều người đông vậy thôi chứ cũng không có sản xuất gì được rồi. Cái đó là cái thực trạng của tôi vậy, tôi nói thật chứ là rồi là mua thì mình làm tôm thì mình phải mua bột, mua dầu chiên rồi bao bì. Rồi bây giờ là cái hàng hóa nó quá tắc lắm. Bây giờ mấy cái chỗ khác nhiều khi tôi mua cái nguyên vật liệu đồ, cái phụ liệu đồ ở Sài Gòn, Cần Thơ giờ đóng cửa hết thì tôi lấy gì đâu tôi làm. Không chỉ doanh nghiệp chế biến tôm mà người nuôi tôm cũng đang phải lao đao nhiều năm nay khi đang bị thất thế vì có quá nhiều khâu trung gian khiến họ không đạt được lợi nhuận cao. Cử tri Bạc Liêu nói rằng thường cái gì mình mua nhiều, mình xài nhiều sẽ được khuyến mại, sẽ được mua giảm giá. Vậy nhưng trong nuôi tôm thì hoàn toàn ngược lại. Đó là mua hàng hóa ngành tôm càng nhiều thì người nông dân nuôi tôm càng phải chịu mức giá cao. Nghịch lý đó, người nông dân nuôi tôm biết nhưng vẫn phải chấp nhận mua. Vì nếu không mua vật tư ngành tôm thông qua đại lý theo phương thức mua chịu thì người nông dân nuôi tôm không biết lấy hàng ở đâu. Nhà sản xuất không cho người nông dân mua thiếu chịu. Ngân hàng thương mại tuy sẵn sàng cho người nông dân vay vốn nuôi tôm, nhưng kèm theo đó phải hội đủ những điều kiện cần thiết. Bên cạnh đó, các đại lý đã và đang đánh vào tâm lý của người nông dân, đó là chuộng theo cung cấp, ăn trước, trả sau. Và rồi nghịch lý vẫn đã và đang tiếp diễn, người nông dân nuôi tôm tự nguyện trong ngậm ngùi, để rồi luôn là người gánh chịu nhiều thiệt thòi hơn ai hết trong chuỗi cung ứng, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm ngành tôm. Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, việc phát triển ngành tôm xuất khẩu chủ yếu sang các thị trường truyền thống như Mỹ, EU, Canada. Tuy nhiên, vấn đề về cấp mã vùng nuôi, truy xuất nguồn gốc đang được các thị trường này đặt lên hàng đầu, trong khi Việt Nam lại đang có nhiều vùng nuôi chưa đáp ứng được yêu cầu này. Ý nghĩa của việc cấp mã số đối với lại truy xuất nguồn gốc và đối với lại cái xây dựng cái hình ảnh của ngành nuôi tôm thì người dân và doanh nghiệp phải ủng hộ đồng hành cùng. Thứ hai nữa là vừa qua thì chúng ta thấy là những cái diện tích mà tất cả những cái điều kiện về hồ sơ, thủ tục đủ thì rất mong rằng là các địa phương giúp hướng dẫn doanh nghiệp và người dân đăng ký làm sao là đơn giản nhất về các cái thủ tục hành chính để cho người dân có thể là có được cái mã số. Hiện việc cấp mã số vùng nuôi đang rất khó khăn và chậm do hầu hết các diện tích nuôi tôm rất manh mún, phân tán, nhỏ lẻ. Cùng với đó, việc cấp mã số này cũng đang vướng vào luật quy hoạch khi các địa phương chưa hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất cho nuôi tôm nước lợ. Vâng, câu chuyện cấp mã vùng nuôi là một câu chuyện không hề mới, thế nhưng mà chúng ta vẫn chưa giải quyết một cách triệt để trong nhiều năm qua. Bằng chứng như thế nào ạ? Một cái con số mà chúng ta phải đề cập đến là đến tháng 6 vừa rồi thì chúng ta mới cấp được khoảng là 7.200 trên 478.000 cơ sở. Đây là một cái con số mà tôi nghĩ là khá là khiêm tốn trong việc là chúng ta yêu cầu cấp thiết là ngành tôm thì đang phát triển và cái tỷ lệ, cái kim ngạch xuất khẩu thì vẫn tăng lên hàng ngày. Vậy thưa ông có thể nêu cho chúng tôi biết những cái quan điểm của ông về cái mặt hạn chế tồn tại, nguyên nhân vì sao cái việc cấp mã số vùng nuôi vẫn còn yếu như thế ạ? Hiện nay thì đúng là cái việc mà thực hiện cái quy định này thì còn hạn chế, có thể nói là hạn chế. Như vậy là chúng ta mới được có hơn 1%. 7.000 trên 478.000 cơ sở. Thế ở đây thì nó có mấy cái lý do chúng tôi đã tổng hợp rất là kỹ. Ở đây thì trước đây thì chúng tôi cũng đã làm rất là nhiều việc. Thứ nhất là có các văn bản chỉ đạo. Thứ hai là đã có hướng dẫn đối với lại các cơ sở nuôi, đối với lại các cái nhà quản lý và thực hiện cái thủ tục hành chính này thì nhưng mà hiện tại thì rất là khó khăn. Ở đây có mấy cái. Thứ nhất là có thể nói là nhận thức của người dân lúc đầu cộng với cơ quan quản lý địa phương thì còn chưa đúng, chưa đủ. Lúc đầu thôi chứ không phải bây giờ. Cái thứ hai là một số những cái khó khăn trong cái hồ sơ giấy tờ do cái nói thế thôi, do cái hệ thống pháp luật của chúng ta nhiều khi nó cũng chưa được đồng bộ lắm. Đặc biệt là cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
để nuôi trồng thủy sản thì có cái mục đích thì đối với nuôi trồng thủy sản gặp rất nhiều khó khăn vì đa phần đất là chuyển từ đất các cái loại hình khác sang nuôi trồng thủy sản mà đã được sự cho phép của chính quyền địa phương nhưng chưa chuyển đổi cái giấy chứng nhận này. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba thì một số địa phương thì người dân nuôi tôm thì đa phần là cái giấy chứng nhận có khi là không giữ và để đâu ấy, ngân hàng chẳng hạn, cho nên khó khăn. Cái thứ tư là một cái là khi mà thực hiện cái thủ tục này thì người dân vì ở rất xa cơ quan triển khai cái thủ tục này, có thể là cách 6-70 cây cho nên nó gặp nhiều khó khăn. Thì hiện nay thì chúng tôi cũng đã nhận thức được những cái vấn đề khó khăn đó thì chúng tôi đã xử lý mấy việc. Thứ nhất là sửa văn bản của pháp luật. Thì nghị định 26 quy định cái này thì chúng tôi hiện nay đang sửa văn bản của pháp luật mà sửa cái thủ tục chính làm sao cho dễ nhất đối với lại người dân. Ở đây thì nó có một cái là cấp mã số nhận diện này thì nó chỉ là một trong các điều kiện thôi, cho nên cố gắng là để nó là một trong các điều kiện chứ không nặng nề như trước đây. Trong cái trước đây, cái thứ hai thì giải quyết thủ tục hành chính thì làm sao nó linh động, có thể là thủ tục hành chính mà đưa về đến tay người dân chứ không phải bắt người dân đi lên nữa. Đấy. Và cái thứ ba nói vậy chứ vẫn phải tiếp tục tuyên truyền vận động để người dân hiểu và làm. Cái thứ tư là sẽ tiến hành kiểm tra, thanh tra và xử lý các cái trường hợp vi phạm để đảm bảo là người dân biết, người dân hiểu, người dân muốn và người dân phải làm. Dạ, hiện nay thì có một cái vấn đề khác, cái khía cạnh khác trong cái việc nuôi tôm cũng đang rất đáng quan tâm, đó chính là có đến là 70% cái việc là tôm chết, đặc biệt là trong 3 đến 4 năm trở lại đây là 70% cái diện tích tôm thiệt hại mà không rõ nguyên nhân nữa. Đây là một cái thách thức cũng rất là lớn, không hề nhỏ. Vậy thì không biết là tổng cục cũng đã có những cái chính sách giám sát như thế nào để tìm ra được những cái nguyên nhân cũng như là đánh giá đúng được cái nguyên nhân khiến cho dịch bệnh trên tôm và khiến cho tôm chết như trong thời gian vừa qua. 70% cái diện tích nuôi tôm mà bị thiệt hại mà không rõ lý do thì nó có nhiều vấn đề lắm. Có thể là do nguyên nhân do môi trường, do các cái yếu tố nắng nóng rồi thì xâm nhập mặn chẳng hạn. Cho nên là những cái này thì chúng ta xác định là gọi là không rõ nguyên nhân, nhưng bản chất của nó thì có thể là do môi trường, do các cái vấn đề khác. Là đối với Tổng cục Thủy sản thì đã tiến hành cái nhiệm vụ quan trắc môi trường theo cái kế hoạch số 1151 của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Và qua đó thì cả nước hiện nay là có khoảng 50 tỉnh thành đã xây dựng kế hoạch và thực hiện này, trong đó thì có các cái tỉnh nuôi tôm. Cái thứ hai là để quản lý tốt cái dịch bệnh thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ký quyết định số 414 ban hành cái kế hoạch phòng chống dịch bệnh trên động vật thủy sản, trong đó có tôm, và chỉ tiêu đưa ra là cái diện tích mà thiệt hại do dịch bệnh thì giảm xuống dưới 10% để mà ngành tôm phát triển mà đúng với lại cái kế hoạch mà đã đề ra. Và có thể hơn nữa, trong năm 2021 thì chúng tôi cũng có đề nghị thế này đối với các địa phương, thì thứ nhất là phải đặt cái nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh lên hàng đầu để đảm bảo an toàn cho sản xuất. Cái thứ hai là phải tổ chức triển khai đúng cái kế hoạch, cái khung thời vụ sản xuất tôm nước lợ mà chúng ta đã ban hành ngay từ đầu năm. Cái thứ ba là chúng ta phải tiếp tục tổ chức tốt cái công tác quan trắc cảnh báo môi trường và đưa cái thông tin đến người dân một cách nhanh nhất và dưới nhiều hình thức. Hiện nay là dưới văn bản này, dưới hình thức như Zalo tin nhắn này, và cần thiết thì đến rất là nhanh. Đấy. Cái thứ ba là sẽ phải tiếp tục nhân rộng các cái mô hình nuôi như là nuôi 2 giai đoạn, nuôi 3 giai đoạn để đảm bảo rằng là nuôi tôm là an toàn này, năng suất này và chất lượng này. Đấy. Thì ba cái đấy thì tôi nghĩ rằng là đối với lại các cái tỉnh thì khuyến cáo rồi chỉ đạo các cái địa phương. Đối với người dân thì quan trọng nhất là người dân phải thấu hiểu và tổ chức đăng ký cái mã số cơ sở nuôi. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là để đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường thì phải tổ chức truy xuất nguồn gốc cũng như là không sử dụng chất cấm rồi kháng sinh trong nuôi tôm. Vâng ạ, hy vọng là với những cái biện pháp đề ra cụ thể như thế thì chúng ta sẽ hoàn thành được cái mục tiêu xuất khẩu ngành tôm cũng như là phát triển ngành tôm trong cái năm đầy khó khăn, năm 2021 này. Thưa quý vị, cũng xin được chia sẻ là theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên Hợp Quốc FAO, thị trường tôm toàn cầu trị giá khoảng 40 tỷ đô la Mỹ. Nhu cầu tôm trên thị trường thế giới tăng nhanh chưa từng có, nhưng mà nếu ngành tôm Việt Nam chậm khắc phục những cái yếu tố tồn tại thì sẽ rất khó để cạnh tranh trong những năm tiếp theo. Ở trong đó là có việc chúng ta đặt mục tiêu xuất khẩu tôm đạt 10 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025 cũng rất khó đạt được.
được. Do vậy, ngoài vượt qua đại dịch Covid-19 thì vấn đề chúng ta nhanh chóng kiểm soát an toàn dịch bệnh cũng như là cấp mã vùng nuôi, cắt giảm những cái khâu trung gian sẽ là những cái yêu cầu tiên quyết cần phải sớm có những chính sách phù hợp để điều chỉnh trong thời gian tới. Có như vậy thì ngành tôm Việt Nam của chúng ta mới đảm bảo được mục tiêu xuất khẩu lên đến 4 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, và đặc biệt là sẽ mang lại một cái môi trường phát triển ổn định cho cả người nuôi và doanh nghiệp chế biến tôm. Đến đây thì chương trình đối thoại chính sách tâm nông xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị khán giả và các bạn đã quan tâm theo dõi. Một lần nữa xin được cảm ơn sự có mặt của ông Trần Công Khôi đã tham gia chương trình của chúng ta. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.